ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tí chân trời, nghe sông Phố dạt dào biển cả vút vì lao gió thổi trên bờ. Buồn vươn cánh vượt sông ra ngoài khơi, trong nắng hồng bừng lên sáng ngời. Miền Nam đất nước quê hương chúng tôi, có rừng dừa xanh xa tí chân trời, người thiếu nữ dạt dào tình trẻ, Nam đất nước quê hương chúng tôi,
Ai về thăm quê hương tôi nơi biên cương là đây, có rừng cây thiên nhiên xanh biếc một màu. Đây Hà Giang, đây Hà Giang quê chúng tôi. Vỗ vùng cao về xuôi xây đời mới, thắm tình giữa miền xuôi với miền ngược. Có ai về khơi thêm muôn hàng, mời lên thăm đây Hà Giang. Ôi đẹp sao đây vùng cao quê tôi đang đổi mới. Ngày qua vùng cao đem tới miền xuôi, đây trẻ quê tôi vui những ai hẹn hò. Hà Giang mến yêu ơi, Hà Giang mến yêu ơi. Về thăm quê hương tôi nơi biên cương là đây, có đường đi trên mây lên tới cổng trời. Đây Hà Giang, đây Hà Giang quê chúng tôi. Khắp vùng cao giờ đang thay đổi mới, những nhà máy lại vang tiếng còi tầm, tiếng nhạc ngựa đi theo muôn hàng. Về yên biên vui chợ phiên, ôi đẹp sao đây Hà Giang quê tôi đang đổi mới. Tiền về muôn nơi vui tiếng trẻ thơ, đây cầu thanh niên cho những ai hẹn hò. Hà Giang mến yêu ơi, Hà Giang mến yêu ơi, Hà Giang mến yêu ơi, Hà Giang mến. Rừng đã chấp thuận, đã chấp đã sâu, rừng núi đã nuôi bao người con ngỡ.
chỉ bông thả. Ô mà tôi xong một thả lên bông à? Muốn tôi xong không? Không à? Chị bầu đấy biết ngay không biết. Anh hỏi không đúng. Nó tao cơ. Ừ, ở sàn trên không kìa. Ngon đấy, ngon không? À. Đây là ông chú của anh. Đúng. Chú nào mạnh ấy. Chú nào mạnh ấy. Không sợ đâu. Vâng. Quả gì? Quả tầm bóp. Cái trái vàng vàng đấy không ạ? Chua chua. Nó phải có hoa rồi. Không mùi gì cả. Thế á? Vâng. Em bé mút tay ngoan kìa, em bé này. Ấy. Mãi đằng kia rồi. Đi.
hồn buông xa phía chân trời. Vầng trăng cao nguyệt nhô lên trên đầu núi. Đêm trăng cao nguyên như huyền thoại, ngọn lửa cao nguyên sáng đôi rừng. Qua một ngày gian lao vất vả với đường đồi, la 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 hay la hay la la hay la. Qua một ngày phơi đứng vui mặt trên vách đá, la 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 hay la hay la la hay la. Để đêm nay dưới ánh trăng dịu dàng, để đêm nay bên ngọn lửa rực hồng, hồng vung nhịp chấm đầu. Xa phía chân trời, vầng trăng cao nguyên nhô lên trên đầu núi. Đêm trăng cao nguyên như huyền thoại, ngọn lửa cao nguyên sáng núi rừng. Qua một ngày gian lao vất vả với nương đồi, la 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 hay la hay la la hay la. Qua một ngày phơi lưng vui mặt trên vách đá, la 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 hay la hay la la. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thơ ru ngọn cỏ, có tiếng khen lạc bay, chờ tình khâu vai cho trai gái yêu nhau. Cất tiếng hát chung vai bạn bè, mừng quê hương hôm nay đổi mới, một vùng biên cương tổ quốc mãi thiêng liêng. Việt Nam đang đón chào một ngày đôi mới, cả một vùng biên cương ánh nắng xuân ngập tràn, rộn ràng ngày chợ phiên tiếng thèn ai thanh thôn, khúc ngân chào duyên gửi tới bạn bè muôn nơi.
Ai ơi đã đến đây nhớ mái hương chè thông nguyên, mỗi bước đi lâng lâng nhớ chén rượu thơm nàng đôn. Võ ngựa dồn nhanh chân lên đến đỉnh chiều lầu đi, ta càng thấy yêu hơn đất mẹ thiêng liêng Hoàng Su Phi. Bài ca đất quê ta anh hùng, vững bước đi lên sau ba năm theo đàng. Ngày nay đoàn kết xây dựng quê hương, kề vai chung tay xây đời mới. Hãy đến với quê tôi Su Phi, cất tiếng hát chung vai bạn bè. Mừng quê hương hôm nay đổi mới, một vùng biên cương tổ quốc mãi thiêng liêng Việt Nam. Trên quê hương thân yêu đang đón chào một ngày đôi mới, cả một vùng biên cương ánh nắng xuân ngập tràn. Rộn ràng ngày chợ biên tiếng kèn ai thanh thon, khúc hát trao duyên gửi tới bạn bè muôn nơi. Ai ơi đã đến đây nhớ mái hương chè thông nguyên, mỗi bước đi lâng lâng nhớ chén rượu thơm nàng đôn. Võ ngựa dồn nhanh chân lên đến đỉnh chiều lầu thi, ta càng thấy yêu hơn đất mẹ thiêng liêng Hoàng Su Phi. Bài ca đất quê ta anh hùng, vững bước đi lên sau ba năm theo đàn. Ngày nay đoàn kết xây dựng quê hương, kề vai chung tay xây đời mới. Hãy đến với quê tôi Su Phi, cất tiếng hát chung vai bạn bè. Mừng quê hương hôm nay đổi mới, một vùng biên cương tổ quốc mãi thiêng liêng Việt Nam. Trên quê hương thân yêu đang đón chào một ngày đổi mới, cả một vùng biên cương ánh nắng xuân ngập tràn. Rộn ràng ngày chợ phiên tiếng kèn ai thanh thon, khúc hát trao duyên gửi tới bạn bè muôn nơi. Ai ơi đã đến đây nhớ mái hương chè thông nguyên, mỗi bước đi lâng lâng nhớ chén rượu thơm nàng đôn. Võ ngựa dồn nhanh chân lên đến đỉnh chiều lầu thi, ta càng thấy yêu hơn đất mẹ thiêng liêng Hoàng Su Phi. Bài ca đất quê ta anh hùng, vững bước đi lên sau ba năm theo đàn. Ngày nay đoàn kết xây dựng quê hương, kề vai chung tay xây đời mới. Hãy đến với quê tôi Su Phi, cất tiếng hát chung vai bạn bè. Mừng quê hương hôm nay đổi mới, một vùng biên cương tổ quốc mãi thiêng liêng Việt Nam. Cất tiếng hát chung vai bạn bè, mừng quê hương hôm nay đổi mới, một vùng biên cương tổ quốc mãi thiêng liêng Việt Nam. Hãy đến với quê tôi Su Phi, cất tiếng hát chung vai bạn bè. Mừng quê hương hôm nay đổi mới, một vùng biên cương tổ quốc mãi thiêng liêng Việt Nam. Mới chính thức tách thành một huyện như ngày nay. Nhưng có lẽ là nói đến một người mà chúng ta biết
đến điều đó là ông Vương Chỉ Sảnh ạ. Cô Vương Chỉ Sảnh này là con trai thứ hai của cụ Đức, một trong những người con mà ông có thể cho là người kế ngôi về sau này. Nhưng bước sang năm 45 lại là cái năm mà gia đình này gia nhập với cách mạng. Chính vì thế Vương Chỉ Sảnh mới là một người con đại diện cho cụ về Hà Nội tiếp kiến bác. Và năm đấy ông chính thức nhận bác Hồ là anh em kết nghĩa. Có thể là nói về cái tuổi tác giữa hai người thì Vương Chí Sảnh có hơn bác Hồ chúng ta là 4 tuổi. Ông sinh năm 1886, 1962 thì ông mất tại Hà Nội và chính thức tham gia đại biểu Quốc hội khóa 1 và khóa thứ 2. Như nói về cái ngôi nhà này là do ông cụ Vương Chí Đức xây dựng vào năm 1919 nhá. Tất cả các nhà thiết kế này cũng được thuê người ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc về đây phối hợp với những người dân ở đây tập trung xây dựng, cũng đã mất 9 năm xây dựng tòa nhà này với số tiền mất 15 vạn đồng bạc hoa xòe. Chúng ta quy ra tiền hiện tại tương đương với 150 tỷ đồng số tiền bây giờ kiến trúc sư để xây dựng ngôi nhà này, một số tiền rất lớn. Và khu dân cư này là cũng xây đặt ở thôn Xà Phìn, ở đây cách huyện Đồng Văn 14 km, còn nói về biên giới Trung Quốc rất gần, một cây số theo đường trình bày là rất ngay biên giới Trung Quốc. Nhưng đây là cái địa thể đất mà ông cụ nhờ thầy phong thủy từ Trung Quốc về đây cho. Theo các nhà khoa học thì gọi đây là thung lũng hố sụp, nhưng nó còn xuất lại ở đây một cái khối đất tạo ra một cái địa thế thành mai rùa. Các thầy ví mệnh đất ở đây là tượng trưng cho thần Kim Quy, còn hai bên có hai ngọn núi nối diện với nhau, người ta gọi là nối khiếu thành hồ và tạo thành lâm, nó tạo ra một cái địa thế hình vòng cung, nhất là một cái địa thế phòng thủ. Còn lấy là những năm chống Pháp, chống Nhật thì xảy ra ở các khu vực lân cận như là phố Bản, Đồng Văn, rồi là Quảng Đà. Còn năm chiến tranh biên giới 1979 là cái năm mà ngôi nhà này cũng phải hứng chịu rất nhiều pháo á. Nhưng mà nói về là chỉ ảnh hưởng một phần nào đó thôi, bởi vì năm đấy pháo Trung Quốc đều hướng ở phía sau cái đỉnh núi này. Cái tầm pháo họ bắn vọt qua cái đỉnh núi này thì nó lại vụt xa phía đằng trước. Chính vì thế ngôi nhà cụ chúng ta vẫn giữ được nguyên vẹn, không bị ảnh hưởng. Để nhìn cái mệnh pháo nó phải cất cái mái nhà này thôi, chứ để rơi hẳn quả pháo ở đó không bao giờ có. Đấy là địa thế phòng thủ rất tuyệt vời trong năm chiến tranh. Vâng. Vâng, chính vì ngôi nhà này chúng ta chủ yếu giữ được nguyên vẹn, có một chút cái phần gỗ này đá tưởng thay đổi mới á. Ngày xưa cụ đều sử dụng 100% là gỗ thông đá ở Đồng Văn, nhưng mà rồi là chính phủ cũng có thay rất nhiều bằng gỗ nghiến, có những cái phần gỗ lim, đấy là cái phần gỗ mới về sau này. Vâng, đây là tòa dinh thự này, ông xây tổ và thành hình chữ vương là theo lối kiến trúc của Trung Quốc, của dân tộc Mông cũng như kiến trúc của người Pháp. Cụ xây thành ba cung, đó là cung tiền dinh, trung dinh, hậu dinh. Ở đây với ba tam cấp là tổng số phòng có tất cả 64 phòng, cụ sẽ dành cho khoảng 100 người sống ở đây. Chúng ta nói về thời điểm đấy là người đứng đầu vùng này phải có lính bảo vệ và có người giúp việc, nên là cũng có lính trang ngựa, lính bảo vệ, người giúp việc, con cháu, các bảo vợ, có khoảng 100 người. Ở khu vực đầu tiên, cũng sẽ dành cho khoảng 30 người lính bảo vệ là những người có trách nhiệm cố vấn bảo vệ cho cụ tại vùng này. Còn hai cung tiếp theo, cũng sẽ dành cho đại gia đình, con cháu và các bảo vợ. Cụ Vương Chí Đức của chúng ta năm 1923 được dân công nhận là chính vương, 1923 cũng lại được triều đình nhà Nguyễn công nhận một chức quan trấn hải biên giới của triều đình. Nên ở trước cổng vào này có một bức hành phi do chính ông vua hải lệ phong cho cụ Vương Chí Đức, đó là bia chính khả phong trấn giữ biên cương định nhà Nguyễn công nhận 1923. Vào ngày xưa Đồng Văn tuy nhiên về cái địa thế hiện trở và khí hậu nó khá là khắc nghiệt, như tại huyện Đồng Văn thời điểm lúc bấy giờ có một cái nguồn thu nhập, đó chính là thuốc phiện. Thuốc phiện của cái vòng này cũng sẽ bán trực tiếp cho người Pháp và Trung Quốc. Chỉ biết thấy ở đây có hai chân cột đá này biểu tượng hai trái của thuốc phiện. Nhớ chân cột đá này ông cụ đều sử dụng cái đồng bạc hoa xòe để đánh vào đó, nên là mày về một chân cột đá này cụ tốn khoảng 900 đồng bạc hoa xòe, cũng tương đương với 8-9 triệu tiền ngày nay. Đấy là trị giá một chân cột đá cũng mất khoản đấy tiền vào đó. Vâng, đây là chúng ta sẽ đi tiếp theo ở cung phía sau đó, nơi ở của gia đình gia chủ.
về phú giao đêm nay trên con đường rộng mơ nông trại ngát hương thơm cây vào mùa trời chín về phú giao đêm nay lòng vương bao nỗi nhớ nhớ đồng đội hy sinh vì phước thành năm xưa ngăn mãi bàn tình ca đêm phú gia lấp lánh ánh đèn đêm chưa bao nhớ thương theo ta trên từng con phố mạch sông quê hương trào dâng thay đổi từng ngày yêu sao mảnh đất này đang xây đắp những mùa xuân. Về phú giao đêm nay trên con đường rộng mơ nông trại ngát hương thơm cây vào mùa trái chín đầu tiên thì xin gần khoảng 4 triệu đầu tiên gần và nếu mà đâu khác thì trả thêm mà không thì 3 triệu 3,5 triệu như ta ăn trước là nhà thì nó trả mất cái gì đâu thì sắp xếp nó theo và mình làm nhanh nhưng mà nói thật ra là được cái nằm mơ đấy. Nó làm nhanh hơn cái sáng vào nhìn vào cái nhà nó cứ nghe điện thoại. Đang xây đắp mùa xuân, mạch sông quê hương trào dâng thay đổi từng ngày. Yêu sao mảnh đất này đang xây đắp những mùa xuân. Yêu sao mảnh đất này đang xây đắp những mùa xuân.
lắm chuyện buồn vui, có bao nước mắt nụ cười môi phiền. Chưa tình lắng kể về không, chưa tìm được bạn mà chưa trông trông thấy người. Có kể thì gặp kết đôi, có người đi quá nửa đời còn đi. Chờ tình, chờ tình, chờ tình không vơi. Chờ tình, chờ tình không vơi. Bấm như ông nọ à?
Con lợn để sao mà to thế? Có mấy con lợn ở nhà như ở chẳng có. Nếu cụ chả già quá cho nó, giờ cần nã. Đây này. Nó bỏ ra đấy quà hồng à. Bỏ nó phải chưa? Nó. Đây này quà hồng cháu.